Tập 8. Đoàn trưởng, việc đánh sập pháo binh của tiểu quỷ giao cho liên đội 2 đi. Gấp cái gì? Cậu vẫn chưa bàn bạc với doanh trưởng của con. Đi. Đi. Đi, nhanh lên. Nhìn lên, đi. Các anh em, qua đây xem hắn giang. Nhìn lên qua xem hắn giang nè. Xuống đây cho tôi. Xuống đây, xuống đây. Xuống cho tôi. Ở yên đó đi. Ở yên đó. Đi đâu vậy? Xin tha mạng. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Nói, vị trí pháo binh của tiểu quỷ ở đâu? Nói mau. Tôi đá chết ông. Nói không. Tôi đá chết ông. Đá chết ông. Nói không. Thôi được rồi. Sao đây? Vẫn không chịu nói sao? Nói đi. Tôi cho anh biết. Chỉ cần anh chỉ cho chúng tôi đường đi, tôi bảo đảm không giết anh. Với lại khi anh về nhà, tôi có thể gửi cho anh ít chi phí. Có nghe thấy không? Nói đi. Không nói cũng được. Về đi. Anh vẽ lại cho tôi vị trí chính xác mà tiểu quỷ đang đặt pháo binh. Vẽ chi tiết một chút. Như vậy là được chứ gì? Với hắn giang cần gì phải khách sáo? Để tôi cắt bớt một chân của ổng. Xem ổng có nói không. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Được thôi, thấy chưa? Không để dao kề cổ là không được đâu. Tôi hả? Cho dù tôi có đưa dao cho cậu, cậu cũng không dám làm. Không tin cậu cứ thử xem. Lạ thật đó. Hồi nãy vừa bị đánh vừa bị đá, ông còn la hét sợ hãi. Chỉ mới chớp mắt lại can đảm tới vậy rồi sao? Không sợ chết hả? Nếu tôi thật sự không sợ chết, tôi cũng không cần phải đi làm phiên dịch cho đám người Nhật đó. Tôi không chịu nói điều gì. Đó là vì tôi sợ chết. Nè, hắn có phải bị điên không? Nói năng lộn ngược làm tôi cũng rối luôn. Cậu vẫn không hiểu được điều tôi nói sao? Bất kể tôi chỉ đường cho các người hay tôi vẽ bản đồ cho các người, thì tới khi kết thúc mọi việc, các người sẽ lập tức băng. Bắn chết tôi luôn. Vẫn còn 3 giờ nữa để đi. Nếu các người không thể phá hủy pháo binh của hoàng quân, các người chờ bị pháo kích đi. Tới lúc đó, cả đám chúng ta sẽ tiêu đời. Đoàn trưởng, muốn đánh lén pháo binh tiểu quỷ, chúng ta cần phải biết đường. Cậu đừng lo, đã bắt được một tên phiên dịch. Nếu vậy mấy khẩu đại pháo của chúng sẽ là sắt vụn, chỉ như thanh sắt chúng ta cầm trong tay. Cho dù hổ dữ muốn ăn thịt trời cũng không tìm được chỗ để ngoạm. Cơ hội hiếm có. Tôi thà bỏ một liên đội. Mọi người gần như bị đám pháo này trói tay. Có muốn cũng không thể nhào tới vồ lấy bọn chúng. Lập đội cảm tử. Đúng. Tráng sĩ chặt tay để bảo toàn thân. Chỉ cần tiểu quỷ mất vị trí pháo binh thì sẽ không còn điên cuồng được nữa. Chúng ta có thể tử chiến tới cùng. Tôi đánh chết ông.
Nói cả buổi trời mà ông còn dám đe dọa tôi hả? Ông có tin tôi đây cho dù có chết cũng phải kéo ông đi như thứ chó chết vậy? Ông tin không? Kêu tôi chỉ đường cho cậu, cậu không sợ tôi chỉ sai đường sao? Ông còn dám làm điều đó nữa sao? Ông nghe đây, hôm nay nếu tôi không đâm được ông thủng một lỗ thì tôi sẽ không ra khỏi cái hố này. Dừng tay, bỏ dao xuống đi. Cậu dám cản tôi sẽ trở mặt với cậu. Tào Kê Công, cậu cũng đứng yên cho tôi. Hôm nay cậu dám xen vào chuyện này, tôi cũng không khách sáo. Hôm nay tôi thà bị Tiểu Quyển ném pháo tới chết cũng phải trút giận với tên hán gian này. Thôi đi, thôi đi, đừng mà. Bình tĩnh lại, các người buông tôi ra, tôi phải đâm chết hắn. Buông ra. Thôi được rồi, bỏ đi. Thôi mà, đừng nóng, buông tôi ra. Giữ hắn lại còn có ích mà, giết hắn cũng đâu có lợi gì. Phải đó, thôi đi. Hôm nay nếu cậu không bắn chết tôi thì tôi sẽ đâm chết hắn. Thôi đi, đừng nóng, người anh em. Bỏ qua cho hắn đi. Anh bạn, bớt giận đi. Trên đời chỉ có làm người ta tức chết mới không đền mạng. Anh Tôn, anh là người lớn, tôi nghe lời anh. Anh xử hắn đi. Cậu không thấy tên hán gian này đã đọc được bao nhiêu sách rồi sao? Nếu dùng cách thô lỗ này mà giải quyết được vấn đề, tôi có cần đứng đây giả câm nãy giờ không? Nghe trung đội trưởng Lý nói nên làm sao? Cậu ta chỉ chút nữa là quỳ xuống cầu xin tên hán gian rồi. Nói đi, cái nào phù hợp hơn? Không có cái nào phù hợp hết. Vài quả đạn pháo rơi xuống, tiểu đoàn đã bị tổn thất nặng nề. Mỗi liên đội giờ chỉ còn hơn 30 người. Anh còn kêu tôi để cho họ đi chết. Tiểu đoàn 1 của tôi chỉ còn như nhúng lông gà thôi. Thôi được rồi, đừng có than vãn nhiều quá. Nói chuyện chính. Nói, phái đội nào đi. Sau khi xong việc, tôi sẽ ghi công lớn cho cậu. Sao vậy? Khóc lóc ỉ ôi, cứ như đàn bà vậy. Mạnh mẽ một chút. Sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Tôi sẽ dẫn cả tiểu đoàn đi theo họ. Muốn chết hả? Tôi cho cậu biết, vẫn chưa đến lượt doanh trưởng cậu đâu. Đều là anh em đồng hương của nhau. Anh muốn tôi chọn sao đây? Phải, cậu nói câu này rất có lý. Lão Mạnh, có, đưa kiếm cho tôi. Được, đây. Được rồi, đừng giận nữa, ngồi xuống nghỉ chút đi. Có tin tôi chém ông không? Giết tôi. Nhìn đi. Là cậu. Đêm đó là cậu lẻn vào doanh trại Hoàng Quân. Giờ ông hiểu rồi à? Bây giờ đã hiểu. Tôi đã tử tế nói chuyện với ông cả buổi trời. Kêu ông vẽ, ông không vẽ. Vậy thì để tôi vẽ. Hôm đó tôi lẻn vào doanh trại, đã lấy trộm tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ đó rõ ràng có vị trí đặt pháo binh. Lão Mạnh, đem ra đây cho tôi. Lấy bản đồ nào? Bản đồ vẽ vị trí đặt pháo binh của tiểu quỷ. Đi đi, cậu để nó ở đâu? Tôi không rảnh chỉ chỗ cho anh. Được rồi, để tôi tự đi lấy. Nè, chờ đã. Sao đây? Giờ thấy hối hận rồi à? Tôi cho ông biết, muộn rồi. Đừng mà trưởng quan, cậu tha cho tôi đi. Cậu làm ơn tha mạng cho tôi. Tôi chỉ là phiên dịch thôi mà. Cậu tha cho tôi đi. Tôi thật sự không làm gì sai hết. Thôi được rồi, đứng lên đi. Chẳng phải sẽ sớm kết thúc sao? Hán Giang ông, nếu chịu nói sớm thì xong việc rồi. Bây giờ tôi đã có bản đồ rồi, tôi có cần tới ông không? Được rồi, tôi cho ông một cơ hội cuối. Bây giờ lấy giấy viết ra vẽ đi.
Vẽ thật tỉ mỉ cho tôi. Tôi đem hình ông vẽ vào so sánh với bản đồ. Nếu có nửa điểm sai lệch, anh em ở đây thứ không thiếu nhất chính là dao. Ông hiểu chưa? Hiểu. Trưởng quan, cậu nói có giữ lời không vậy? Ông còn dám đưa ra điều kiện với tôi sao? Tôi vẽ. Vẽ đi. Cậu nói có lý lắm. Đúng vậy. Làm vậy thật sự là làm khó cậu. Như vậy đi, cậu đi gọi ba liên trưởng tới đây để họ bốc thăm. Ai bốc trúng thì người đó đi. Lòng bàn tay mua bàn tay cũng là thịt. Đi đi. Lý Đức Minh thì sao? Cậu ấy chỉ là liên trưởng đại diện. Đoàn trưởng, hay là anh nghĩ lại đi, hay chọn tiểu đoàn khác để lập đội cảm tử. Không được. Cả quân đoàn đã biết tôi giao nhiệm vụ này cho tiểu đoàn 1. Nếu giờ tôi thay đổi, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ nói là tôi thiên vị có tình riêng. Cậu nói thật đi, có phải là cậu không nỡ hy sinh lính của mình không? Đúng là như vậy. Tôi vẫn mong đoàn trưởng cân nhắc lại chuyện này. Tên nhóc này, lần này nếu lỡ Lý Đức Minh bốc được thăm thì sao? Đoàn trưởng, anh chỉ có một đứa cháu trai này, là độc đinh đó. Mong đoàn trưởng cân nhắc. Quyết định như vậy. Nếu Lâm Tuấn Nhân tôi cứ chần chừ, vậy thì làm sao đánh trận? Mọi việc phải công bằng, không thể để người ta sầm xì sau lưng. Hơn nữa, tên nhóc này có số may mắn, chưa chắc là nó bốc trúng. Tôi biết rõ, ông cũng không dễ sống gì, có đúng không? Đâu có ai muốn trở thành Hán Giang. Đâu ai bằng lòng làm vậy. Vẽ thật tốt để bù đắp lại. Cậu xem đi. Đây nè. Cậu có thể lấy cái này đem so với bản đồ của Hoàng Quân, xem có khác không. Được, tôi sẽ so thử. Được rồi, tha cho ông tội chết. Trời ơi, cảm ơn trưởng quan. Trưởng quan, cậu chính là cha mẹ thứ hai của tôi. Trưởng quan, tôi cảm ơn cậu đã không giết tôi. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Tôi... Không đúng rồi. Có gì không đúng? Cậu vẫn chưa đem cái này so với tấm bản đồ. Sao cậu lại biết hình này là đúng rồi? Nếu tôi có bản đồ rồi thì cần gì kêu ông vẽ? Trời ơi, tức chết tôi. Đúng là ngốc mà. Người đâu? Có. Trói ông ta ngoài gốc cây. Nè, cậu vừa nói sẽ tha cho tôi mà. Sao chưa gì đã lật lọng rồi? Cậu đã nói thì phải giữ lời chứ trưởng quan. Cậu đã nói không giết tôi mà. Trưởng quan, tha cho tôi đi. Đi thôi, trưởng quan, tha cho tôi đi. Trưởng quan, cậu tha cho tôi đi mà. Trưởng quan, tôi chỉ là... Đừng có ồn nữa. Quân Tứ Xuyên chúng tôi
tuyệt đối không nuốt lời. Tôi sẽ không giết ông, nhưng mà tôi sẽ giữ ông ở lại đây lâu thêm một chút. Báo cáo, liên trưởng Lý nói, doanh trưởng kêu anh về nơi chỉ huy họp khẩn cấp. Tôi biết rồi, anh đi đi. Ông có biết sao tôi lại trói ông ở đây không? Tôi muốn xem thử khi pháo binh của tiểu quỷ ném tới có nhận ra tên chó săn ông hay không. Trói chặt lại. Được lắm, ông phải sống thật tốt, chờ chủ nhân của ông tới đó. Đây. Anochima. Anochima. Anh thật sự không hổ danh là người trí dũng song toàn của hoàng quân chúng ta. Anh hoàn toàn thuyết phục được quân đội dày rơm đó. Tên chỉ huy có vẻ rất khôn ngoan. Xin hãy nhanh chóng phái người đi thu thập thi thể, để các võ sĩ hoàng quân phơi thây trên chiến trường, sớm ngày được siêu thoát. Không ai được mang theo vũ khí. Dạ. Trưa nay, xin Pháp Sư Tuệ Tĩnh làm lễ cầu siêu cho các võ sĩ hy sinh vì đế quốc. Báo cáo! Báo cáo! Tất cả nghe rõ đây. Bất kể là ai bốc được thâm tử thì đó là đội cảm tử. Chờ Lý Đức Minh tới là chúng ta bắt đầu bốc thăm. Không còn cách nào khác sao? Chỉ có thể để đội cảm tử đi hy sinh tính mạng. Cậu sợ rồi hả? Nói thật lòng, khi anh em mới bước vào trận chiến, họ đã rất sợ hãi. Nhưng khi thấy anh em quanh mình cứ từng người một ngã xuống thì không ai sợ nữa. Chỉ muốn trả thù tiểu quỷ, vậy còn lải nhải làm gì? Nhưng để các anh em buộc bom quanh người cùng xông vào đó thì quá tàn nhẫn. Tôi có thể lấy mạng của mình ra bảo đảm. Tiểu quỷ chỉ cần ném bom như vậy một lần nữa, không những không giữ được trận địa, mà ai cũng không thể sống sót. Tôi vẫn không chịu được, ác quá. Im miệng. Nếu cậu sợ như vậy thì cút đi. Không phải bốc thăm sao? Tôi bốc là được rồi. Vừa rồi nghe những lời hèn nhát đó của cậu, cậu không đủ tư cách để bốc thăm này. Đoàn trưởng, cút. Đoàn trưởng, bỏ đi, đừng phí sức nữa. Để cứu toàn quân, phải có người hy sinh thôi. Để liên đội ba chúng tôi đi đi. Mỗi người buộc lên mình 8 giây thuốc nổ. Tôi không tin không nổ tung được nơi đó. Nhìn thấy chưa? Cậu có nghe thấy chưa? Đây mới là anh hùng của quân đội Tứ Xuyên chúng ta. Tôi cho cậu biết, liên đội một các cậu không cần đi nữa. Cậu bị cách chức. Cậu không cúi đầu nhận sai với đoàn trưởng, sao lại cắt chức tôi? Cút! Cậu ăn gan hùm rồi hả? Cút! Cút! Nói sai có một câu, các người đã đòi xử tôi. Sao anh không để cháu anh dẫn liên đội 2 đi đi? Nói bậy bạ gì đó. Ông đây không đi thì ai đi? Con có đi hay không không cần biết. Con bốc thăm đi, để ông trời quyết định. Làm vậy không phải thêm chuyện rối rắm sao? Con đưa ra ý này, con không đi thì ai đi? Con bớt nói đi, bốc thăm. Bốc thì bốc. Con nói rồi, con đưa ra ý định này dĩ nhiên là con phải đi. Trời đã định rồi, làm gì vậy? Cái này không tính, sao lại không tính cho được? Tôi tự bốc thăm được, sao lại không tính? Không ai được giành hết, ai giành tôi tính với người đó. Chờ tôi chiến thắng trở về. Đoàn trưởng, cậu à, cậu à, được, Đức Minh, có khí phách. Nhiệm vụ này giao cho con.
quyết định như vậy đi. Giờ con quay về, nói các anh em chuẩn bị lên đường. Chờ đã. Đức Minh, nhiệm vụ này con định làm sao hoàn thành? Cậu coi, đây là bản đồ mà Hán Giang vẽ cho tụi con. Tụi con dự định sẽ tấn công từ hai bên, đánh khiến chúng trở tay không kịp. Con nghĩ tiểu quỷ là bọn ngốc xếp pháo thành hàng cho con vào đó cho nổ tung hay sao? Đức Minh, đây là cơ hội duy nhất. Con phải quấn thuốc nổ quanh người, chết cũng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi có cơ hội là phải dũng cảm lao về phía trước, dùng mạng của mình để nổ tung bọn chúng. Cậu đừng lo, các anh em nhanh tay nhanh chân lên, mỗi người buộc quanh mình 12 dây thuốc nổ, buộc cho chặt vào. Siêu rồi hả? Chuyến này lành ít dữ nhiều, vậy thì đừng làm quá lên, biết làm sao được. Dương cung rồi đâu thể rút lại được. Phim được dịch, hơn nữa chúng ta không đi mà để người khác đi, không phải cũng vậy sao? Tôi chỉ cho rằng tiểu quỷ này ngày nào còn chưa giết thì anh em sẽ còn chết tiếp. Quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Lý đại thiếu gia, tôi đã nhìn thấy từ lâu rồi, cậu trước giờ không coi trọng cuộc sống của anh em chúng tôi. Đức Minh, sao cậu không đi nói với đoàn trưởng để liên đội khác đi? Đúng đó, để đội khác đi đi. Anh coi, mấy tên này chỉ toàn là đầu đất, không ai trong họ dám đi đánh trận hết. Thật là rượu biết tính cách, đánh bạc biết bản chất, máu cho biết người đó có dám hy sinh hay không. Cậu chờ xem đi, tôi mắng họ thế nào. Tôi nói thật với anh, đi đánh trận mười mấy năm nay, thật sự là hiện giờ anh biết không lão đại, tôi vừa đau lòng vừa rất hận. Chỉ cần anh về được Tứ Xuyên là tốt rồi. Anh không định về cưới quả phụ của anh sao? Tham gia vào đội cảm tử, sống hay chết không ai biết được. Chỉ cần anh Tôn có thể trở về Tứ Xuyên, đem đại dương với cây trâm của tôi về là được rồi. Đúng là người chẳng có tương lai. Đi đánh trận biết làm sao được anh Tôn? Tôi đã đánh tới chết rồi, trong lòng cũng chết. Trưởng quan, hoàng quân đã cho các vị cơ hội tốt như vậy, các vị mau rút lui đi. Các vị chưa tới được tuyến đầu của họ là đã bị nổ chết hết rồi. Trưởng quan, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu tha cho tôi đi trưởng quan. Ông cấm miệng lại cho tôi. Được, các anh em buộc lựu đạn đi, buộc thật chặt cho tôi. Đi thôi, đi thôi, buộc lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đưa tôi, đưa tôi nữa. Đây cầm đi, mỗi người nhận phần của mình. Đoàn trưởng,
đội cảm tử là thập tử nhất sinh. Anh thật nhẫn tâm để Đức Minh đi vào chỗ chết sao? Lúc nãy liên trưởng một nói mấy lời vô nghĩa, anh đừng để ý tới cậu ta. Tên nhóc này cứ dồn tôi vào chân tường. Tôi chỉ có thể đập đầu vào tường thôi. Nói thật lòng, ngay khi Đức Minh rời đi, tôi đã hối hận rồi. Thật sự rất hối hận. Là tôi đưa Đức Minh vào quân đội. Vì chuyện này mà em tôi đã trở mặt với tôi. Đức Minh là cốt nhục của nó. Nếu sau này nó biết được tôi đưa Đức Minh vào đội cảm tử, nó sẽ lấy mạng của tôi. Phim được dịch, tôi cũng không thể nào sống tiếp. Tôi sợ tới tuổi già tôi cũng không được an yên. Nếu anh thấy khó nói, vậy để tôi đi gọi Đức Minh tới đây. Quay lại. Đoàn trưởng, tôi nghe nói Đức Minh là con trai ruột của anh. Cậu nghe ai nói? Đừng nghe những chuyện linh tinh đó. Toàn mấy lời vô nghĩa thôi. Được được, coi như tôi nhiều chuyện. Tôi dẫn liên đội hai đi, vậy không được sao? Cậu đi. Vậy ai chỉ huy tiểu đoàn? Trịnh Mặc Sẹo. Anh ta là phó doanh trưởng còn mạnh hơn tôi. Ai mà không có cha có mẹ? Cậu nghĩ mạng của Đức Minh quý hơn mạng của người khác sao? Tôi dùng liên đội 2, dùng 38 mạng người để đổi lại mạng sống cho 500 người. Ván cược này tôi phải cược. Đoàn trưởng, được rồi, đừng nói nữa. Đi, lấy tiền đưa cho tôi. Tôi đi phát tiền cho các chiến sĩ. Thôi được. Còn rượu không? Đem ra luôn. Chỉ còn một nửa. Để tôi đi lấy thêm. Bỏ đi, không kịp nữa rồi. Như vậy đi, thêm ít nước cho đủ một giò. Ít nhất cũng để mỗi người được uống một ngụm. Tôi nghĩ kỹ rồi, tốt hơn anh không nên đi. Không được. Lão Mạnh nói đúng. Dù sao cũng phải có người nào trong chúng ta còn sống trở về, để sau này còn mang tin về cho người nhà của các anh em. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa tìm được tấm hình sinh tử. Anh còn phải nghĩ cách đi tìm hai cha con họ. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Các anh em đang chờ tôi la hét sai biểu. Với lại hơn một nửa sẽ còn sống trở về. Cậu lén lút mang về đây hai cái đầu tiểu quỷ là hay lắm sao? Cậu đánh trận được mấy ngày rồi? Chỉ một quả đạn pháo rớt xuống cũng đủ làm cậu nát bét rồi. Chơi khăm mấy tên Hán gian thì cậu đúng là rất có khả năng. Anh ăn nhầm thuốc súng hả? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Sao chứ? Anh lén lút về đội tới giờ cậu tôi vẫn chưa biết. Nếu cậu ấy biết được thì làm sao? Anh nghĩ tới chưa? Thì tùy ổng.
cứ phải lén lút ở đây giết tiểu quỷ. Ông đây chịu đủ rồi, muốn giết muốn phạt tùy ý. Tập hợp, nhanh lên, đứng nghiêm, nhanh lên đi. Lão đại, không gặp dưỡng tốt hơn, đứng nghiêm. Nếu anh thấy sợ thì đừng có đi, không ai ép anh hết. Dẹp đi, dẹp đi, ông đây sợ đó. Trên đời này có ai mà không sợ chết? Báo cáo đoàn trưởng, đã tập hợp đủ, xin chỉ thị giao hàng. Tốt lắm, hình như mấy đôi dép rơm này giữ đúng lời hứa. Họ rút lui còn nhanh hơn tôi mong đợi nhiều. Đó chính xác là những gì tôi muốn thấy ở họ. Nhưng tôi cũng xấu hổ thay cho họ. Không đánh vội lui không phải tác phong của quân nhân. Họ đã làm quen ố danh dự của các chiến sĩ. Việc này còn xấu hổ hơn cả việc thua trận. Tôn Hòa, có. Ra hàng. Từ xa tôi đã thấy anh rồi. Anh còn dám quay lại sao? Người đâu? Mau kéo tên đầu ngũ đáng chết này đi xử bắn cho tôi. Sao đây? Không nghe lệnh chỉ huy sao? Đoàn trưởng, xin nghe tôi giải thích. Còn im miệng. Được. Vậy thì tôi sẽ đích thân ra tay. Đoàn trưởng, nếu ngài muốn giết lão đại, vậy giết chúng tôi luôn đi. Đoàn trưởng, nếu cậu bắn chết lão đại, vậy bắn con luôn đi. Còn im miệng, không phải việc của con. Đoàn trưởng Lâm, anh cứ bắn tôi đi. Tôi dám đảm bảo họ vẫn là đội viên cảm tử của anh. Các anh em giỏng lỗ tai chó lên nghe đây. Không ai được phép làm khó đoàn trưởng Lâm. Bây giờ bản lĩnh của anh lớn thật đó. Trước đây là kẻ đào ngũ, giờ lại thành tên trộm. Được rồi, vì anh quay lại cũng giúp ích được nhiều. Hôm nay tôi tha mạng cho anh. Nhưng mà luật quân không phải tờ giấy lộn. Anh phải ở trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai với tôi. Không phải chỉ không cho anh làm trung đội trưởng thôi sao? Làm gì mà oán hận lớn như vậy? Tôi là muốn thăng chức cho anh có biết không? Anh Tôn, anh nhận sai đi. Lão Tôn, Tôn Hòa tôi từ nhỏ tới lớn không biết nhận sai. Còn ông đây trước giờ không nói hai lời. Anh phải sửa tính lại đi. Là anh hay là tôi? Nhiều lời. Chưa tới lượt anh chỉnh tôi đâu. Vậy anh cứ bắn chết tôi đi. Trời ơi anh Tôn, anh nhận sai đi. Nhận sai cũng đâu có mất đi miếng thịt nào. Hết cách rồi. Lúc còn ở trong bụng mẹ đã mang tính này. Nếu không cầm súng hơn nửa đời người, không phải từ vị trí doanh trưởng lăn lộn tới hôm nay, lại trở thành lính đào ngũ trốn chui trốn nhủi.
Danh tiếng Lâm Tuấn Nhân không nói hai lời của tôi. Hôm nay xem như đặt hết lên người anh. Chính xác hơn là hôm nay đặt lên đầu anh. Giao hàng. Tôi nói thật lòng, chỉ dựa vào vài người các cậu, dựa vào thuốc nổ này, muốn đến được vị trí pháo binh của tiểu quỷ đã nằm mơ rồi. Tôi sẽ nói thẳng với các cậu, đây là lấy mạng ra đùa, đi vào chỗ chết. Ai sợ chết thì ra khỏi hàng. Tôi sẽ không trách các cậu. Không ai chịu ra hết phải không? Tốt. Lại đây, phát tiền thưởng. Không nhiều đâu. Mỗi người được 3 đại dương. Đoàn trưởng, toàn là đi chết. Lấy đại dương làm gì? Tôi lấy. Tôi vì đại dương mới đi đánh trận. Bỏ đi, có lấy cũng không xài được. Đoàn trưởng, thà lấy tiền đó xây một tượng đài công đức cho các anh em, còn có thể để lại tiếng thơm cũng được lưu danh. Chờ đã, không phát tiền nữa. Nhưng mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ giao tận tay cho người nhà của các vị. Lấy rượu. Đoàn trưởng, bao nhiêu người ở đây chỉ có chút rượu đó, không đủ để các anh em thấm môi nữa. Đúng vậy, tôi xin lỗi các anh em. Thật sự là thiệt thòi cho mọi người rồi. Mọi người cũng biết đó, trên chiến trường rượu còn đắt hơn đạn. Do rượu này, tôi cũng phải châm thêm nước. Mỗi người chúng ta uống một ngụm. Uống đi. Uống nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Rượu ngon như vậy lại trộn nước vào. Con người ta sắp đi chết rồi, còn không có cả rượu ngon để uống nữa. Được rồi, uống nhanh lên đi. Được rồi, uống ít thôi, còn người khác nữa. Chơi kỳ vậy, làm vậy sao ai uống được? Tên tư quan này đúng thật là. Trả giò rượu lại đây. Trả đây. Con có biết tại sao cậu giữ Tôn Hòa lại không? Tại sao? Vì anh chàng này có thể đánh những trận khó, trận ác chiến. Là người lão luyện. Có anh ta ở bên cạnh con, cậu yên tâm hơn nhiều. Đừng tự ái quá. Có chuyện gì con chủ động thương lượng. Dạ. Tuy rằng mọi người là dùng mạng để chiến đấu, nhưng mà vẫn phải cố gắng tránh thương vong. Không về được thì không nói đi. Nhưng nếu có thể trở về thì phải nhanh chóng phá được vòng dây của kẻ địch. Dù phải đi đường vòng cũng phải trở về kịp thời. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là không tiếc giá nào cũng phải nổ tung pháo binh của tiểu quỷ, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm đi, con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi cậu, có một chuyện con muốn nhờ cậu. Nếu lần này lỡ như lỡ con thực sự không thể quay về, mẹ của con nhờ cậu chăm sóc giúp con.